Kính thưa quý vị, mới đây tại dự án điện gió Hòa Đông ở tỉnh Sóc Trăng, một nhóm đối tượng đã tấn công bảo vệ, nhân viên dự án. Công an cũng vừa bắt giữ 5 đối tượng, tiếp tục truy bắt 6 đối tượng khác đang bỏ trốn. Theo điều tra ban đầu vào khoảng 10 giờ ngày 5 tháng 1, khi đơn vị thi công dự án điện gió Hòa Đông đang đóng cọc trụ móng số 6 tại công trường thì bất ngờ xuất hiện một nhóm người xông vào chống đối cản trở thi công. Nhóm người này đã dùng gạch, đá, vôi ném vào lực lượng thi công và bảo vệ. Hậu quả, anh Hà Nam Ninh, 20 tuổi, bảo vệ công trường bị thương nặng ở đầu do bị đá ném trúng. Đến tối cùng ngày, một nhóm trên 10 người đã ném chai thủy tinh chứa xăng vào láng trại dự án. Khi bảo vệ mở cửa kiểm tra, nhiều đối tượng dùng hung khí chém năm bảo vệ trọng thương. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong đêm dự án điện gió này đã xảy ra xung đột với người dân nguyên nhân người dân ngăn cản thi công là để yêu cầu nhà thầu phải bồi thường cho việc thi công đóng cọc gây thiệt hại đến tôm cua cá lân cận công trình